Chúng ta đang ở cách phía nam Moscow hàng nghìn km trên đồng bằng Kazakhstan. Tên lửa Soyuz nặng 300 tấn thuộc chương trình không gian của Nga đang được kéo ra bệ phóng. Đây là sân bay vũ trụ ở Baikonur, một nơi mà chỉ vài người phương Tây từng chứng kiến. Dưới thời Xô Viết cũ, đây là nơi vô cùng bí mật và thậm chí còn không có tên trên bản đồ. Ngày nay, rất nhiều người tới đây mỗi khi có đợt phóng. Và đôi khi thành viên của phi hành đoàn là người nước ngoài. Bệ phóng này đã có lịch sử lâu đời. Công nghệ đáng tin cậy này đã từng phóng thành công hơn 1.000 tên lửa. Hầu hết những lần phóng, công chúng đều không được chứng kiến. Ngày nay, sự bí hiểm và hoài nghi không còn nữa. Các quốc gia trên thế giới về đây để xây dựng trạm vũ trụ quốc tế đầu tiên. Giai đoạn 1, một loạt các tên lửa và phi hành đoàn đang được phóng lên. Điểm đến, trạm vũ trụ hòa bình Nga, Mir. Từ Mir trong tiếng Nga có nghĩa là hòa bình. Trên quỹ đạo có rất nhiều thiết bị, nhưng trạm không gian với tên gọi ẩn chứa niềm hy vọng này là thiết bị phức tạp nhất. Nó sẽ là ngôi nhà của các nhà khoa học trong hơn một thập kỷ. Họ đến và rời trạm trên một phi thuyền Soyuz phía bên phải. Họ sống theo nhóm từ 2 đến 3 người tại mô đun trung tâm. Có người sống trong thời gian hơn một năm. Ban đầu, trạm hòa bình chỉ có phần đó. Các phần khác được lắp sau đó. Mô đun bên trái là mô đun tiếp phẩm, mang theo lương thực thực phẩm tới trạm, nhận rác và tự đốt cháy khi đi vào bầu khí quyển trái đất. Giờ đây, trạm hòa bình lại đón thêm một vị khách mới, một công dân Mỹ. Nhà du hành vũ trụ, nhà khoa học Shannon Lucy. Cô đã thực hiện 4 chuyến bay trên tàu con thoi và đã ở trong không gian tổng cộng hơn 800 giờ. Cô là người phụ nữ Mỹ đầu tiên sống trên trạm hòa bình và cô rất thích ngôi nhà của mình. Tôi đã ở trên trạm hòa bình khoảng 3 tháng thì chuyến tiếp viện đầu tiên đến. Chúng tôi mở ra, Uri nói, ồ, chúng ta có thể thưởng thức những món ăn, rau tươi. Chúng tôi bỏ túi ra, bữa trưa hôm đó chúng tôi có khoai tây và hành. Tôi nghĩ đấy là một trong những bữa ăn ngon nhất trong đời tôi. No, and the very switchy
Shannon lớn lên ở Bethana, Oklahoma. Cô là một trong hai nhà du hành sinh ra ở Nga. Còn người khác sinh ra ở Ukraine. Một đêm, tôi và Yuri đang ngồi nói chuyện về tuổi thơ của mình. Chúng tôi là ba người lớn lên ở hai quốc gia khác nhau, nhưng lại làm việc cùng nhau rất ăn ý. Đây là điều rất tuyệt vời vì thế giới đã thay đổi. Chúng tôi nói chuyện về việc người Mỹ e ngại người Nga thế nào, và tôi giải thích người Nga e ngại người Mỹ ra sao. How afraid America was of Russia, and then they were explaining to me how afraid Russia was of America. Chiến tranh lạnh thống trị thế giới. Chúng tôi học chế tạo bom ở trường, giấu dưới bàn. Tấm màn thép đã được hạ xuống lục địa. Tôi nhớ rất rõ đêm Stalin qua đời. Nga trở thành kẻ thù và nước Mỹ phải giải trừ nước Nga. Tôi vẫn nhớ khi tàu Sputnik được phóng. Tôi đang đứng bên ngoài cổng trường nghĩ về những vệ tinh nhân tạo đang bay quanh trái đất. Và tôi nghĩ mình có thể làm thế. Mình có thể trở thành một nhà khám hiểm không gian. Vì khi tôi trưởng thành, vẫn còn rất nhiều nơi trong không gian chưa được khám phá. Hãy nói với ngài Kennedy là nước Nga Xô Viết sẽ bay trên nước Mỹ và vẫy chào họ. Tôi vẫn nhớ ngày 7 phi hành gia đầu tiên được lựa chọn. Khi đó, tôi viết một bức thư gửi tới tạp chí Time và hỏi họ, tại sao ta lại chỉ chọn nam giới? Nhưng Nga là nước đầu tiên đưa người vào không gian. Đó là vị siêu anh hùng mới, Yuri Gagarin. Tôi nghĩ rằng con người thật vĩ đại khi đi vào không gian. Và tôi tự hỏi, tại sao người Mỹ lại không làm được như vậy? Thế hệ chúng ta không chấp nhận bị bỏ lại phía sau. Chúng ta sẽ tham gia vào không gian và sẽ dẫn đầu. Tôi đã bán xe đạp để mua kính thiên văn và cùng với một người bạn ngồi ngoài trời cả đêm để vẽ bản đồ mặt trăng như các nhà thiên văn thực thụ. Chúng ta đặt chân lên đây. Đại bàng đã hạ cánh. Một bước nhỏ với con người, nhưng là một bước tiến lớn đối với nhân loại. Cuộc chạy đua vào không gian lan rộng khắp nơi. Ngày càng có nhiều thanh niên muốn trở thành nhà du hành vũ trụ hơn là tổng thống. Nhưng chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục leo thang. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người lại có nhiều sự hy sinh mất mát đến vậy. Nhưng kể cả sự đe dọa đến sự sinh tồn của con người cũng không thể ngăn cản con người tiếp tục khám phá. Mỹ cũng đã phóng một số tàu thăm dò đi khảo sát các hành tinh. Một số tên lửa của Nga được chế tạo từ dây chuyền sản xuất vũ khí này và được sử dụng làm công cụ thám hiểm không gian. Năm 1975, chuyến du hành đầu tiên giữa Nga, Mỹ và không gian, con tàu Apollo Soyuz đã tạo niềm hy vọng cho sự hợp tác trong tương lai. Hai bên tập trung nhiều hơn, có nhiều mối quan hệ hợp tác hơn. Và các công ty Mỹ đã liên doanh thành công với công ty sản xuất tên lửa Nga ở Kuryachev. Và dường như chỉ sau một đêm, chiến tranh lạnh kết thúc. Nước Nga Xô Viết sụp đổ. Những công nhân này đã làm việc ở một nước mới. Nước Nga mới giờ có trạm hòa bình. Mỹ có tàu con thoi. Các nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã đạt thỏa thuận cùng hợp tác trong khám phá vũ trụ. Các sứ mệnh hợp tác chung đầy hoài bão mới bắt đầu. Các nhà thiên văn ở Nga song hành với các nhà du hành. Trở ngại đầu tiên phải vượt qua là cú sốc về văn hóa. Một trong những lý do tôi tình nguyện tham gia chương trình này là thách thức giao tiếp với những người nói ngôn ngữ khác và tìm hiểu cuộc sống ở Nga. Đây là những trẻ em của nước Nga mới và cũng là con cái của các nhà du hành. Nhà du hành Vladimir Desuzov sống cùng gia đình ở thành phố này. Đây là khu tổ hợp không gian của Nga trong khu rừng ngoại ô Moscow.
Tôi rất thích khoảng thời gian sống tại thành phố ngôi sao, giống như ta sống ở một không gian rộng lớn. Vì tổ hợp này được tổ chức tốt, mọi người đều đi bộ, chúng tôi không lái xe. Thành phố này cũng được xây dựng theo một mô hình của một trạm vũ trụ hòa bình và là nơi thu hút những nhà thiên văn của Mỹ muốn biết về trạm hòa bình và phương thức hoạt động của nó. Họ không chỉ tìm hiểu chi tiết về trạm hòa bình, mà họ phải học bằng một ngôn ngữ khác. Một ngày điển hình của chúng tôi dậy vào lúc 9 giờ sáng và tham gia học cả ngày bằng tiếng Nga. Có khi hàng tuần tôi mới được nghe tiếng Anh trước khi quay trở lại lớp học. Charlie Pekos không phải là người Nga, ông là nhà du hành người Mỹ, sinh ra ở Massachusetts. Ông đang luyện tập tại mô hình con tàu Soyuz. Tôi thấy khi mới được đào tạo và gặp người Nga, tôi hiểu rằng mình phải vượt qua rào cản. Một người Nga đang lái chiếc MiG vượt qua biên giới. Khi tôi bay phía đông trên chiếc F-15, ngắm cảnh đẹp của hành tinh và tôi mong được sẻ chia những khoảnh khắc đó với anh ấy. Charlie sẽ sớm chia sẻ khoảnh khắc đó với các nhà du hành khi tàu con thoi đến trạm hòa bình lần đầu tiên. Anatoly Soloyev, người ngồi phía trái đã sống 6 tháng trong không gian. Ngồi cạnh ông là nhà du hành kỹ sư Nikolai Budarin, là người đi chuyến đầu tiên. Nếu trong không gian có vấn đề gì, thì Soyuz là tàu cứu sinh. Tại buồng ly tâm, các nhà du hành đang luyện tập cho quá trình phóng và hạ cánh, mạnh gấp 8 lần trọng lực trái đất. Với các nhà du hành, luyện tập tại điểm G0, trọng lực bằng không, là luyện tập cơ bản. Và với những nhà du hành không gian, việc đào tạo không bao giờ chấm dứt. Phòng tập thể hình là một nơi tuyệt vời để những nhà du hành luyện tập, nhất là vào cuối ngày. Sức mạnh nằm ở đâu? Bạn sẽ thấy không chỉ có nhà du hành người Nga và Mỹ, mà còn từ khắp nơi trên châu Âu. Claude Andrews là người thuộc cơ quan không gian của Pháp. Rất nhiều nhà du hành Đức đã sẵn sàng bay lên trạm hòa bình. Các phi hành gia đến từ nhiều nước đến đây, tập luyện cùng các phi hành gia của Nga. Họ sẽ có cơ hội để hòa nhập và trao đổi kinh nghiệm. Anatoly và gia đình sống tại một căn hộ tiện nghi ở thành phố ngôi sao. Tôi đã sống ở đây 20 năm rồi. Tôi có vợ, hai con trai và một con chó. Anatoly và Nick tập luyện cho tàu con thoi phóng ở Tích Gia. Giờ đến lượt họ bị sốc về văn hóa. Khi chúng tôi mới đến Texas, chúng tôi xa lạ với nơi đó. Hàng ngày chúng tôi luôn có những dịp tốt để hòa nhập xã hội và chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Đây là nhà của phi hành gia Ellen Barker. Cô và đồng nghiệp trên phi hành đoàn Bonnie Dumba sẽ tụ tập với Charlie và hai nhà du hành khác từ Atlantis. Nhóm phi hành gia tàu con thoi đầu tiên sẽ hạ cánh xuống trạm hòa bình. Đây là sứ mệnh đầu tiên để trao đổi phi hành đoàn Mỹ và Nga. Nhà du hành Thagadanoma sẽ quay lại trái đất. Ông là người Mỹ đầu tiên sống tại trạm hòa bình. Nô và nhóm phi hành đoàn đã ở trên không gian 4 tháng. Khởi động động cơ chính.
Thật tuyệt vời phải không? Phi công phải kiểm soát 8 thông số, đồng thời để đảm bảo thành công. Chúng tôi có 2 thiết bị nặng hàng trăm tấn, và nếu không thực hiện kiểm soát, chúng có thể va vào nhau, dẫn đến những hậu quả rất nặng nề. Nếu không được lắp vào đúng vị trí, bên phải, trái, trên, xuống, bên trong, bên ngoài, thì sẽ không thể kết nối. Mọi việc sẽ phức tạp hơn, vì thế phải đảm bảo đúng vị trí, hướng, tốc độ và thời gian đến. Vì vậy, phải trao đổi với mặt đất ở Moscow trong vòng chưa đến 2 phút. Khoảng 1 mét. 50 giây. Mô đun vào đúng vị trí. 40 giây. 60cm. 25 giây. Tàu bị chồng chéo. 7, Gibson, mở nắp ra. Đây là điều mà chúng tôi chưa hề biết tới. Khi bạn mở nắp ra, bạn nghĩ ngay, hình như ta bị lộn ngược. Chúc mừng tàu con thoi Atlantis, trạm vũ trụ hòa bình. Sau 20 năm, chúng ta đã tái kết nối con tàu trong vũ trụ. Anatoly đã tiếp vào trong không gian rất nhiều lần, nhưng với Nikolai, điều này thật thú vị, vì đây chính là lần đầu tiên anh tới trạm hòa bình. Khi chúng tôi tới phi hành đoàn đang hoạt động trên trạm, gồm có chỉ huy trưởng Vladimir Dezurov, kỹ sư Bus và kỹ sư bay Gennady Chekalov. Căn cứ chính là mô đun trung tâm và cũng là nơi họp hành, và giống như nhà bếp của chúng tôi là nơi chúng tôi hay tụ tập ở nhà. Đây là chiếc bàn và mọi người đến đây để làm việc, ăn uống hoặc thư giãn. Phần đòi hỏi công nghệ cao của thiết bị là phần hỗ trợ dao động. Mỗi khi trạm vũ trụ bị rung chuyển, thiết bị này sẽ giúp ổn định. Gennady và tôi đang chuyển bình nước từ tàu con thoi sang trạm vũ trụ. Thời gian để chuyển 400 lít nước sang lầu đường dự kiến khoảng 2,5 lần. Trong vòng 5 ngày, chúng tôi rất bận rộn vận chuyển mọi thứ. Trong thời gian đó, Vladimir Gennady và Noam Targash đã dùng khoảng 330 bữa ăn tại bàn này. Những món quà từ nhà trở nên đáng giá hơn và được dành cho những dịp đặc biệt. Đây sẽ là giấc ngủ ngon cuối cùng của Noam tại trạm hòa bình. Noam là người Mỹ duy nhất có mặt trên phi thuyền của Nga phóng vào không gian. Anh đã nghiên cứu nước Nga khoảng 3 năm trước chuyến bay. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều về những khía cạnh tâm lý khi sang gia đình trong thời gian Noam sống trên trạm hòa bình. Một gợi ý cho trạm không gian trong tương lai là phải có một cabin, tiếng Nga có nghĩa là kiuta. Bạn cũng có thể ngắm qua cửa sổ, ta sẽ thấy trái đất và những vì sao tuyệt đẹp. Then it was
Giờ đến lượt Norm dẫn Vladimir và Kennedy đi xem quanh tàu con thoi, đặc biệt là phòng thí nghiệm không gian, nơi họ thực hiện các thí nghiệm hiệu ứng cho chuyến bay, để xác định xem họ bị ảnh hưởng thế nào khi ở lâu trong không gian. Chúng tôi tiến hành công việc đo đạc để xem cơ thể sẽ bị ảnh hưởng thế nào sau một thời gian dài. Khi trở về trái đất, chúng tôi cũng thực hiện các đo đạc tương tự và đối chiếu xem cơ thể sẽ phản ứng thế nào với việc thay đổi trạng thái. Chúng tôi có một hệ thống đặc biệt dành cho các phi hành gia ngồi và chuẩn bị hạ cánh. Chúng tôi tạo khoảng trống để họ để chân, phần tựa ghế đặt trên sàn. Như vậy họ sẽ an toàn và hạ cánh nhẹ nhàng hơn. Đặt tay anh vào. Trong vòng 24 giờ, mọi việc sẽ sẵn sàng vào vị trí. Tàu vũ trụ bay quanh quỹ đạo sẽ tách rời khỏi trạm hòa bình và trở về trái đất. Anatoly gọi đó là cơn bão. Anh ấy nói đó là hiện tượng Uragan Prosun. Trong tiếng Nga có nghĩa là bão đã qua. Khi rời đi, chúng tôi bắt tay Anatoly và Nick, đóng cửa khoang. Đó là thời khắc tiếc nuối khi ta phải xa bạn bè. Rồi ta ngắm hai cỗ máy tách ra. Đúng là cơn bão đã qua. Ta hiểu là ta phải nói lời tạm biệt dù không hề muốn thế. Tàu con thoi được trang bị cánh, nên nó có thể hạ cánh rất nhẹ nhàng. Với Anatoly và Nick, ngồi trong đầu mang khí cụ Suzu nhỏ hơn, thì việc quay lại trái đất thực sự khó khăn. Anatoly đang kiểm tra lần cuối bộ quần áo. Tàu Soyuz tách khỏi trạm hòa bình và đưa hai nhà du hành quay về nhà. Họ sẽ hướng tới đồng bằng Kazakhstan. Tàu Soyuz không lướt nhẹ được như tàu con thoi. Cách duy nhất để hạ cánh là dùng dù đáp thẳng xuống đất. Bạn phải chuẩn bị tinh thần vì tác động của hạ cánh rất mạnh. Để giảm thiểu tác động, họ đốt cháy một số tên lửa trong vòng 2 giây trước khi hạ cánh. Sức nóng của lực ma sát hạ cánh đã đốt cháy phần bên ngoài bộ phận này. Hai nhà du hành Anatoly và Nick đang ngồi bên trong chờ giúp đỡ. Bạn phải cử động từ từ. Bạn cần giữ yên càng tốt. Hãy để mọi người giúp bạn. Bạn không nên tỏ ra khoa trương vì bạn không quen với trọng lực đột ngột. Vợ của Anatoly, cô Natali và con trai anh đang đợi anh tại thành phố ngồi sao. Tất nhiên, tôi đã nghĩ đến thời khắc này rất nhiều lần. Mình sẽ được đón tiếp thế nào? Mình sẽ gặp mọi người thế nào? Tôi nghĩ là khó có lời nào có thể diễn đạt được. Trong khi những nhà du hành này đã trở về với gia đình họ, thì những nhà du hành khác sẽ thay thế họ. Là nơi rất nhiều nhà du hành đến và đi, dần dần trạm hòa bình từ một căn phòng bé xíu được trang bị trở thành cung điện trong không gian. Trong trạm có hình dáng như con nhím với những tấm pin thu năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho trạm.
Mỗi khi có người đến trạm hòa bình lần đầu, họ thường trầm mắt ngạc nhiên khi thấy không gian bên trong rất chật chội. Và sau nhiều năm, có một số thiết bị được bổ sung. It really is an eye opener as to the lack of storage space and how much equipment has accumulated there over the years. Bạn hãy tưởng tượng là ta đang ở nhà và trong vòng 10 năm ta không vứt thứ gì đi cả. Ta cứ mang dần các thứ mới về nhà, thì ta sẽ đặt những thứ đó vào đâu? Với quá nhiều thiết bị cồng kềnh và nhiều thứ phải chuyển đi, để tìm lối đi len lỏi giữa những thứ này là không dễ dàng chút nào. Khi bạn tới điểm này, bạn sẽ phải xoay người để đi tới điểm tiếp theo. Hàng ngày, tôi hoặc ở tại phòng, hoặc ở phòng luyện tập. Điều này rất quan trọng, vì bạn cần phải luyện tập cơ thể để thích nghi khi quay lại trái đất. Tôi đánh mất một chiếc giày và vẫn phải tiếp tục luyện tập. Tập luyện bằng chân trần làm chân tôi rất đau. Vì thế tôi đã đưa ra một giải thưởng. Tôi nói, ai tìm thấy giày cho tôi sẽ được tặng một túi quà. Điều đó khiến rất nhiều người quan tâm. Sau vài ngày, họ nhấc các tấm trên sàn và giày tôi nằm ở đó. Các module đều hướng về các phía khác nhau. Vì vậy, nếu bạn chuyển từ module này sang module khác, thì bạn giống như di chuyển ngược, và bạn phải tự định hướng lại cho bản thân. Module Frida là module mới nhất của trạm hòa bình, được lắp đặt bởi các nhà khoa học từ Mỹ, châu Âu và Nga. Các nghiên cứu thực hiện tại đây ngày nay là vô cùng quan trọng trong việc lập kế hoạch cho tương lai của trạm hòa bình. Mỗi thí nghiệm lại cho ta biết thêm về môi trường không gian và làm thế nào để sống sót bên ngoài ngôi nhà trái đất. Ở đây không có nước, không có đất, và trạm hòa bình hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tái cung cấp về mọi thứ. Không có phương tiện tưới trồng bất cứ thứ gì. Chúng tôi trồng thử lúa mạch, và ở thời điểm tôi rời trạm, chúng tôi thấy có những cây con đã mọc. Để tới được hành tinh khác, chúng ta cần có khả năng trồng trọt và tái tạo năng lượng trên tàu vũ trụ. Chuyến đi này, chúng tôi thấy được rất nhiều điều về trái đất so với những chuyến ngắn ngày. Khi tôi mới đi, tôi thấy rất nhiều hồ đóng băng. Rồi trong vài tuần tiếp theo, tôi thấy những tảng băng bị tách ra. Và tôi thấy những vùng đất rộng đang trở nên xanh tươi khi mùa màng tới. Tôi thấy rất thích. Norm nói là con người rất cần có thú vui nào đó để giết thời gian. Khi rảnh, tôi đặt những chiếc hộp đựng thực phẩm thành giá và đọc sách vào đó, tôi cảm thấy như đang ở nhà. Trong chuyến hàng tiếp viện đầu tiên, con gái tôi gửi sách khoa học viễn tưởng cho tôi. Tôi rất thích thú, đọc cuốn sách đầu tiên từ đầu tới cuối. Và tôi thấy kết luận lại nằm ở cuốn sách phần 2, nhưng cuốn phần 2 con gái tôi lại không gửi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có sự cô lập. Giờ chúng tôi nhận được một số tin ngoài dự kiến từ trái đất. NASA nhận thấy có trục trặc với việc vận hành thiết bị sử dụng để đưa tàu Columbia vào quỹ đạo hai tuần trước. Vì vậy, có thể nhà du hành Santa Lucia sẽ phải ở trên trạm hòa bình lâu hơn dự kiến. Tàu Atlantis sẽ đón cô trở về trái đất. Nhưng NASA nói vấn đề trên khiến cô kẹt lại một thời gian. Nếu trên trạm hòa bình có trục trặc gì và ta cần phải sơ tán ngay, ta sẽ có tàu Soyuz. Đó là tàu cứu sinh đưa chúng tôi trở lại trái đất. Chưa có nhà du hành Mỹ nào nghĩ tới việc hạ cánh theo kiểu của Nga. Tôi đã nghĩ đến điều đó và trao đổi với Yuri. Tôi nghĩ là nên trao đổi về mọi khả năng có thể xảy ra. Đôi khi ta gọi đó là hạ cánh khó khăn. Nhưng vì các nhà du hành Nga đã thực hiện cách đó rất nhiều năm rồi, vì vậy tôi nghĩ sẽ không sao. Con gái tôi gửi cho tôi lời nhắn, mẹ đừng lo gì, bố sẽ thu xếp mọi chuyện. Tối qua bố giặt quần áo và bố cho bố giặt Windex thay vì Colorado.
Vì vậy, mỗi ngày qua, bạn thấy mình vẫn giữ liên lạc với người thân. Phải mất 8 tuần dài sau, Atlantis mới được đưa tới trạm phóng. Chỉ huy trưởng Bill Reedy và phi hành đoàn của ông đã sẵn sàng lên đường. Vào đêm bạn lên đường, tàu đã sẵn sàng, gió thổi và bạn nghe thấy tiếng ồn. Mọi người ở đó đưa bạn vào vị trí. Chiếc tàu sẽ đưa Shannon về nhà đã lên đường. Khi bạn tiến gần tới nơi, bạn phải tập trung vào nhiệm vụ cung cấp thực phẩm, quần áo, nước và cả không khí. Và tất nhiên, Shannon đang đợi chúng tôi. Atlantis Houghton, chúng tôi đã nhận được tín hiệu. Rồi đã đến lúc bạn kết nối vào hệ thống, nhìn qua cửa sổ nhỏ và thấy gương mặt của mọi người phía bên kia. Bạn cảm thấy có sự tương tác, và khi cánh cửa mở ra, bạn sẽ cảm thấy niềm vui sướng. Một niềm vui sướng tràn ngập, một thời khắc rất tuyệt vời. Tôi nghe nói rằng mọi người cười nói vô cùng phấn khích khi Shannon được đưa lên tàu. Điều đầu tiên tôi nghe thấy là những tiếng cười của phi hành đoàn quanh cô. Khi tôi gọi họ, tôi thấy tiếng cười của Shannon. Thái độ của họ đã cho chúng tôi thấy nhiệm vụ đã được hoàn thành. Giờ đây, Joe Blaha sẽ tiếp tục tiếp quản công việc của Noel Tagas, Santa Lucy và rất nhiều nhà du hành khác. Họ là những người tiên phong, những người đặt nền móng đầu tiên cho một vùng đất vượt ra ngoài trái đất. Những người khác sẽ tiếp tục noi theo. Hiện giờ đây là căn phòng của John. Căn phòng được trang trí với những quả bóng của Shannon và thư viện sách yêu thích của cô. Tôi nói với John là anh sẽ có một thời gian tuyệt vời. Hãy tận hưởng từng ngày qua. Chúng ta lên đường thôi, đã đến giờ rồi. Tình trạng thể chất tốt. Tuyệt vời. Tôi ngắm nhìn trạm hòa bình dần xa, thầm nói tạm biệt đến ngôi nhà tôi ở trong vòng 6 tháng. Tôi cũng tạm biệt những người bạn của mình. Trong tôi, lúc đó cảm xúc thật lẫn lộn. Ngày Shannon hạ cánh, Tổng thống Clinton đã tới chào đón cô trở về. Mặc những khó khăn trở ngại, sau 188 ngày trong vũ trụ, cách xa hơn 100 triệu km trong không gian, Shannon vẫn đứng vững trong buổi lễ chào đón cô. Khi ở trên trạm hòa bình, rất nhiều lần tôi đã nghĩ, ai có thể nghĩ rằng một đứa bé ở Oklahoma trong những năm 50 lại lớn lên và sống 6 tháng trên trạm của người Nga với người Nga. Ý tôi đây là điều mà ngay cả trong sách viễn tưởng, nếu bạn viết, bạn cũng không định đưa vào. When
Khi tiến sĩ Lucy học lớp 8, cô đã viết một bài luận nói rằng mình muốn trở thành một nhà khoa học về tên lửa. Giáo viên của cô nói rằng không có môn khoa học về tên lửa, và nếu có thì cũng không phải dành cho phụ nữ. Hành trình trong không gian của cô đã phản ánh rất rõ là tiến sĩ Shannon đã đứng ở vị trí cao trong số họ. Chúng tôi rất vui mừng chào đón cô về nhà. Xin cảm ơn. Phải trải qua một quá trình học hỏi và tìm hiểu kiến thức rất nhiều để con người có thể bay vào không gian. Trong vòng rất nhiều năm, các nước đã hoạt động độc lập. Sẽ vô cùng hiệu quả nếu chúng ta cùng hợp tác với nhau, cùng xây dựng tương lai hòa bình và thịnh vượng thay vì xây dựng thế giới để sự cạnh tranh. Chúng ta đang xây dựng cây cầu tới tương lai. Sự hợp tác sẽ khiến cây cầu vững mạnh hơn. Chúng ta có thể gặp những trở ngại trên đường, nhưng thế hệ con cháu của chúng ta sẽ tới được các hành tinh khác. Đó là những thế giới mới cho chúng ta khám phá. Sẽ rất tuyệt vời nếu Nga và Mỹ có thể cùng hợp tác và cùng tới sao Hỏa. Chúng tôi mong sẽ được có mặt trong phi hành đoàn đó.